ta quay trở lại thì chúng ta nhấn vào mũi tên như này. Ok không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta nhấn vào phần âm thanh. Trong phần âm thanh này thì nó có những cái gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ gì ạ? Tắt tắt tiếng clip này, thì tất cả những cái âm thanh ở trong cái clip này sẽ được gì ạ? Sẽ được tắt, được chưa ạ? Sau đó chúng ta nhấn vào phần âm thanh. Thì trong phần âm thanh thì chúng ta sẽ có những cái âm thanh có sẵn. Đấy, ở trên là gì ạ? Ở trên CapCut, ví dụ như là theo chủ đề là vlog hay là mùa xuân hay là du lịch hay là thư giãn hay là yêu hay là những cái beat, là những cái beat là những cái nhịp, được chưa ạ? Đấy, rồi sale, rồi là healing, chữa lành, hay là nhạc rock, nhạc nó mạnh, warm, nhạc nó ấm áp, được chưa ạ? Đấy, ví dụ nhạc chữa lành chẳng hạn, thì nó sẽ là những cái nhạc nhẹ nhàng dành cho những cái video quay chậm, cái đoạn quay cảnh, hoặc là nhạc sale. Đấy, nhạc sale thì nó tùy vào cái nhu cầu của chúng ta để mà chúng ta dạ, chọn cái bản nhạc. Và đây là những cái bản nhạc có sẵn ở trên CapCut, được chưa ạ? Đây là những cái nhạc mà đang rất là hot ở trên TikTok, được chưa ạ? Đấy. Đây là âm thanh trên TikTok đây này, anh chị em thấy không ạ? Đây là âm thanh là đang âm thanh ở TikTok này. Mà để có được âm thanh trên TikTok thì chúng ta phải đăng nhập vào TikTok, được chưa ạ? Chúng ta phải đăng nhập vào TikTok. Thì nếu như chúng ta chưa đăng nhập ấy thì ở đây nó sẽ có một cái nút, đó là nút là gì ạ? Đăng nhập vào TikTok. Và khi mà chúng ta đăng nhập kết nối với một cái tài khoản TikTok của chúng ta thì nó sẽ hiện ra những cái nhạc mà đang hot ở trên TikTok. Thì chúng ta xem những cái video mà đang chạy trên TikTok và đang hot ấy, thì chúng ta vào đây chúng ta tìm, được chưa ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể nhấn trên này, nếu chúng ta biết tên bài hát, chúng ta lên trên này chúng ta tìm kiếm tên bài hát. Đấy, ví dụ như là hot nhất TikTok chẳng hạn, hot TikTok Việt Nam chẳng hạn, được chưa ạ? Thì nó sẽ ra những cái bài hát mà đang hot ở trên TikTok ở Việt Nam, được chưa ạ? Đấy. Một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi. Bạn nghe tin gì không? Bật nghe app TikTok zone. Đấy, hoặc là hot hot nhất TikTok Trung Quốc. Hai đứa mình mà về bên nhau, hết nước chấm, chấm là hết nước mắm. Rồi, nếu mà chúng ta lựa chọn được cái bài nào rồi thì chúng ta nhấn vào dấu cộng để chúng ta đưa vào trong cái video của mình. Ngoài ra thì chúng ta có cái nút hình lá cờ đây này. Thì đấy là gì ạ? Chúng ta đưa cái bài hát này vào mục yêu thích để sau này chúng ta tìm lại cái bài hát đó nó nhanh hơn. Được chưa ạ? Chúng ta chọn những cái tích đây này, tích này, tích bên cạnh đây này, được chưa ạ? Đấy, và những cái bài nào mà chúng ta đã nghe thì nó sẽ tải về, còn bài nào chúng ta chưa nghe thì chúng ta có cái nút tải về ở bên cạnh này. Thấy em hơi buồn lo, sao mừng quá. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta không sợ bị nặng máy, có rất nhiều bài hát và chúng ta không cần thiết phải tải xuống hết, được chưa ạ? Khi nào chúng ta nghe bài nào thì chúng ta mới tải bài đó về thôi, cho nên máy nó sẽ không bị quá nặng.
Đấy, bây giờ là chúng ta sẽ thử, chúng ta thử đưa cái bài này vào trong cái video của chúng ta. Chúng ta có thể chọn vào đây, chúng ta thay đổi âm lượng của cái được chưa? Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể xóa nó đi, được chưa? Thêm nữa là chúng ta sẽ có cái phần nhịp này. Đấy. Chúng ta có thể thêm các cái nhịp vào trong cái bài hát này. Đấy. Chúng ta có thể nhận chọn cái tab tự động. Đó là gì ạ? Chúng ta sẽ tự động thêm cái nhịp, vào bài hát. Cái nhịp này nó có ý nghĩa là gì ạ? Để khi mà chúng ta khớp ảnh với cả nhạc thì chúng ta có những cái nhịp, tức là chúng ta sẽ thấy này này, ảnh mà nó thay đổi cùng với cả nhạc ấy, nó sẽ rất là thú vị. Đó, rất là hay. Nó đến chỗ đùng một cái thì nhạc hình ảnh thay đổi, đến lúc cái đùng cái nhạc thay đổi thì đấy là những cái nhịp, được chưa? Và cái nhịp này nó tùy vào từng bài hát. Thông thường các bài hát nó sẽ có những cái nhịp nó giống nhau. Đó, thì những cái ảnh nó sẽ thay đổi, nó sẽ tùy theo cái nhịp đấy. Anh chị em nếu để ý những cái ảnh ấy, nó có cái đoạn mà nó nhạc nó nhanh thì cái ảnh nó thay đổi nhanh, còn nhạc chậm thì cái ảnh nó sẽ thay đổi chậm. Đấy, được không ạ? Thì đấy là cái nhịp. Rồi, chúng ta có thể xóa cái nhịp này đi, hoặc là chúng ta thêm cái nhịp. Ví dụ nhé, mình chủ động mình thêm cái nhịp này để đến lúc khi mà chúng ta điều chỉnh ở trên cái clip này, là đến cái đoạn đấy là chúng ta thay một cái ảnh khác vào. Đấy, anh chị em hiểu không ạ? Để chúng ta đánh dấu. Ừ, nhá. Rồi, tiếp tục. Tốc độ, chúng ta có thể giảm tốc độ bài hát xuống hoặc là tăng tốc độ bài hát. À, rồi. Rồi. À, chúng ta có thể chọn phần giảm tiếng ồn của cái bài hát này, của cái âm thanh này. Rồi. Đấy, chúng ta có thể nhân đôi. Đấy, ví dụ như là cái video của mình nó rất là dài và cái nhạc này nó không đủ thì chúng ta muốn nhạc này nó gì ạ? Nó tiếp tục kéo dài thêm thì chúng ta chọn vào phần nhân đôi, được chưa ạ? Rồi, khi chúng ta nhấn vào đây thì chúng ta có cái phần là gì ạ? À, tách. Đấy, ví dụ cái video clip của chúng ta nó đến đây thôi. Được chưa ạ? Đến đây thôi. Thì làm sao ạ? Chỗ này là chúng ta phải dừng nhạc. Thì chúng ta nhấn vào đây, chúng ta gì ạ? Tách, và chúng ta xóa cái phần gì ạ? Ở phía sau đi. Xóa cái phần phía sau đi. Được chưa ạ? Đó. Đấy, xóa hết cái phần phía sau đi. Rồi. Ở đây nữa có một tính năng nữa, là tính năng làm mờ. Làm mờ tức là sao ạ? Là khi chúng ta nhấn rõ dần này thì em thấy là gì ạ? Là cái âm thanh lúc ban đầu ấy nó nhỏ, xong nó to dần lên. Đấy, nó to dần lên, được chưa ạ? Ừ. Âm lượng tăng lên một tí nha, tăng lên về không này, rồi về tốc độ chúng ta chuyển nó về một nha. Rồi, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Nó sẽ to dần lên, được chưa ạ? Nếu mà mờ dần thì sao ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy là gì ạ? Là cái đến cái đoạn này này là bắt đầu bài hát nó bị bóp lại đi, bóp dần bóp dần bóp dần bóp dần này. Tức là gì ạ? Nó sẽ đến cuối bài nó sẽ nhỏ dần đi. Được chưa ạ? Đấy, thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ rất là mượt. Nếu như chúng ta không có cái phần mà nhỏ dần, chúng ta tắt phần mở dần, đoạn này nó sẽ như nào ạ? Đấy, nó cắt tắt bụp một phát, anh em nữa tắt bụp một phát luôn. Đó, đấy là lý do tại sao chúng ta cần có đoạn làm mờ. Rồi, đấy là chúng ta tìm hiểu một chút về phần âm thanh. Ngoài ra thì chúng ta trong cái phần âm thanh này
thì chúng ta có cái phần là gì ạ, âm thanh thương mại. Đấy, thương mại tức là chúng ta có thể đưa cái video clip này vào trong cái việc mà kiếm tiền. Thì nó cũng sẽ có những cái sử dụng âm thanh này để mà đưa vào các cái video, ví dụ như video quảng cáo hoặc những cái video mà bán hàng. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng các cái video như này mà chúng ta không sợ. Tuy nhiên thì nó chỉ tính ở trên TikTok thôi anh chị em nhé, chứ còn trên YouTube hoặc trên Reel, trên Instagram thì nó lại nền tảng khác. Được chưa ạ? Đó, như vậy là ở đây chúng ta đã có rất rất nhiều các loại bài hát khác nhau để mà chúng ta lựa chọn rồi. Cho nên là gì ạ? Gần như là chúng ta lựa chọn ở trên này không giới hạn anh chị em nha, không giới hạn. Đấy, đây là những cái video được đề xuất này. Đấy, à những cái nhạc được đề xuất này. Được chưa ạ? Rồi, bên này là những cái video mà chúng ta đã gì ạ? Những cái âm thanh mà chúng ta đã đưa vào phần yêu thích. Cái hình cái lá cờ này phần yêu thích, được chưa? Ok chưa ạ? Rồi nhá. Ngoài ra thì chúng ta có thể là gì ạ, chọn cái âm thanh ở trong điện thoại của mình. Đấy, những âm thanh đã trích xuất, những âm thanh ở trên thiết bị, ví dụ như là chúng ta chọn cái thiết bị của mình ở trên cái file của mình có âm thanh thì nó sẽ gì ạ, nó sẽ đưa vào, được chưa ạ? Hoặc là trên iTunes, nếu như mà chúng ta đã mua cái bản quyền âm nhạc ở trên iTunes thì chúng ta có thể sử dụng các cái nhạc ở trên iTunes. Rồi, những âm thanh đã trích xuất thì ở đây chúng ta có thể trích xuất video âm thanh từ video, tức là gì ạ? Ở đây ví dụ là Huy chọn một cái âm thanh của một cái video nào đó. Đây, Huy chọn cái âm thanh của cái video này và gì ạ? Huy chỉ trích xuất mỗi cái âm thanh thôi. Được chưa ạ? Như vậy là gì ạ? Ở đây ấy, là chúng ta đã trích xuất được cái âm thanh từ một cái video khác có sẵn ở trong máy của mình. Được chưa ạ? Đấy. Thì ở đây anh chị em sẽ thấy là khi mà thì anh chị em thấy là gì ạ? Cái đoạn chuyển giữa hai cái bài nhạc này nó rất là gì ạ? Rất là giật đúng không? Giật cục đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể làm bằng cách là gì ạ? Làm mờ cái phần này đi. Chúng ta làm nhỏ cái bài hát này đi. Rồi bài hát này thì chúng ta làm cho nó rõ dần lên. Chúng ta sẽ xem cái đoạn chuyển cái bài hát cũ nó nhỏ đi, xong bắt đầu bài hát mới nó tăng dần lên, thì nó sẽ có một cái đoạn chuyển, nó sẽ cái gì ạ? Cảm giác nó sẽ mượt hơn, nó không bị là gì ạ, nó không bị giật cục. Ok không ạ? Nhá. Đấy. Rồi. Đây là những cái gì ạ? Hot TikTok hot được đề xuất, được chưa ạ? Đấy, và đây là cái phần yêu thích. Được chưa anh chị em? Nhá. Rất nhiều video, rất nhiều âm thanh. Mấy cái tiếp theo nữa là nhạc của thương hiệu. Cái này thì nó là những cái mà giống như nhạc do chính mình gọi là mình tạo ra ấy. Rồi, bản quyền là chúng ta check xem cái nhạc này có dính bản quyền hay không. Được chưa ạ? Chúng ta check xem là cái nhạc này có dính bản quyền hay không thì chúng ta nhấn vào phần bản quyền. Đó. Tuy nhiên thì nó không kiểm tra với những cái video dưới 1 phút. Thế thì những cái nhạc mà dưới 1 phút thì thông thường nó không dính bản quyền anh chị em nhé, bởi vì nhạc bản quyền thì thường nó sẽ tính những cái nhạc mà trên 1 phút đó. Nhưng mà cũng không phải là tất cả những cái bài hát mới, nhiều khi mình chỉ cần dính vài beat của nó đã tính rồi. Nhưng mà thông thường các cái bài hát ấy thì nếu mà chúng ta lấy âm thanh của nó dưới 1 phút thì nó không tính bản quyền đó. Rồi,